Hey, giới thiệu các bạn, đây là cầu cầu gì quên rồi, cầu Miễu trên đường về miền Tây. Về các bạn đi quốc lộ 1A thì qua Bến Tre về hướng Tiền Giang, rồi qua Bến Tre thì mấy anh đây là hướng đây là Sài Gòn về, đây là hướng Sài Gòn về và sau lưng là Bến Tre nha, bên đây là Bến Tre nè, đó bên đây là Bến Tre. Mé mình ngược lại là Trà Vinh, đó là Tiền Giang lộn. Hay tàu xong cái này là mình về ngay cái đợt lũ của Lào á, các bạn biết cho nên nghe coi báo các bạn thấy á, lũ Lào nó về. Lũ bên Lào á nó tràn về là bởi vì là nó đục nè. Nước sông lúc trước hôm bữa là nó không có đục gì đâu, bữa nay nó đục quá trời đục nè. Các bạn thấy không, dạng nghệ luôn á. Là phù sa đó các bạn, phù sa đó. Thực ra là lũ là mang cá, mang tôm, mang phù sa về đồng bằng sông Cửu Long. Nó có thiệt hại nhưng mà nó cũng có cái lợi ích. Đó là cá, tôm và phù sa, chứ không phải là không khơi khơi đâu. Thì ở đây nè, mình zoom lại những cái này á. Đây là những cái bè mà người ta ở trên đó, người ta nuôi cá. Cá ba sa hay là cá tra, lồng bè, hay là nuôi ếch, nuôi mấy con cá như cá mè này kia mà các bạn ăn hàng ngày, ăn siêu thị rồi đó, là một phần là có từ ở những nơi đây nè, từ ở những nơi nuôi ở đây nè. Nha ha, ta thấy ở đây ta sống trên bè rất là nhiều luôn ở đây nè ha, ở xa đây nè ha, ở xa nữa ha, rồi xa tú bên kia ha, thấy chưa, chắc gió ù ù các bạn khó nghe nhưng mà nó tại vì gió dữ lắm, đứng trên cầu cao mà, cầu cao nó gió lắm. Rồi bên này là nhà máy gì nè, phân bón cái gì không biết nữa. Bên kia cũng lồng bè nè, mình zoom lại cho các bạn coi nha. Đâu mất tiêu à, đây. Đây bên này là người ta có ở trên lồng bè nè. Gió là nó mạnh lắm rồi, nghe ù ù, với lại gió nó giật nó rung thì các bạn coi thấy chóng mặt thì cũng đừng có la nha. Không chóng mặt quá thì mình tắt video đi. Còn tiếp tục thì mình gán xíu. Đó, cái này là những cái bè người ta sống trên đây nè, đó thấy không? Người miền Tây gọi là sống chung với lũ đó các bạn. Sống chung với lũ á là ở trên này nè. Ở trên những cái bè này nè. Hồi xưa gọi là sống chung với lũ á. Là cái bè này làm đơn giản lắm. Không có gì khó. Là cái bè này á là cái bè này á là ở dưới là cây tre. Tre với lại những cái cây gỗ. Rồi ở dưới là có những cái thùng phi. Kết những cái thùng phi đó lại ở dưới tre rồi đan lại, không cột cho chắc lại, bó chắc lại là nó dính chặt, nó nổi luôn, nổi vậy luôn, nó chịu đựng hàng tấn được á, hàng tấn luôn á, nó rất là chắc chắn ở đây nè. Wow, xe này nặng lắm luôn á, rung cầu luôn nè, đứng nó rung. Wow, xe đó chạy về quê mình là sập chắc luôn, sập cầu chắc luôn. Nói quê mình sập cầu rồi. Chiếc xe 18 tấn, hai bạn này. Hai bạn nữ này chụp hình để ra lộ đứng chụp hình luôn, có ghê chứ. Gan dễ sợ, phụ nữ nước mình gan lắm. Ở đây là cái dừa này thấy không? Dừa nước. Ở dưới là dừa nước. Đây. Mình thấy là nước lên nè. Đó. Dừa nước á, các bạn nào đi Cần Giờ hay là đi cái gì ở Sài Gòn về mà đi Cần Giờ hay là đi ở bên Cần Đước Long An á,
Thì bạn thấy ngoài đường người ta bán mấy cái này nè, cái trái của cái cây dừa nước này nè, ăn ngon lắm. Quẩy đá ăn đó rất là ngon, nhưng mà ăn ít thôi nha, ăn nhiều nặng bụng dữ lắm. Bút kèn gì không biết, không biết gì bút kèn chi không biết. Đó thì ở đây là có cây dừa. À quên, ở đây có một cái khu du lịch, du lịch gì quên tên rồi, mà các bạn đi là có thể ở giữa cái cầu Rạch Miễu với mé bên cầu Nối, cầu Nhịp Nối bên đây nè, để mình zoom lại coi cái là cái gì đó, bán quảng cáo, thấy có cái bảng, bữa nhớ có cái bảng. Bữa nhớ có cái bảng bên kia là Bến Tre. Cái này là khu lịch gì đó mình quên tên tiêu rồi, tự nhiên quên tiêu rồi. Tại trong này mình có thể bơi bơi xuồng ba lá ở miền Tây phải không? Bạn ở Sài Gòn vậy không biết đó, thì ở miền Tây này có, ở đây là có giữa cầu Rạch Miễu với cái Nhịp đó là có bơi xuồng ba lá nè, rồi đi bắt cá nè, rồi đi câu cá nè, rồi tự bơi thuyền, rồi tắm xong rồi nướng đồ ăn rồi này kia, đủ thứ cái hết, mà như có vé có mấy chục ngàn gì à. Rồi bên kia là hay bên kia đẹp quá nè, bên kia đẹp quá. Nó đang đốt cái gì đó, đang đốt gì có mây nè. Mà biết mấy anh kia là mấy anh kia qua nữa giữa cái đồi nhỏ nè. Ở giữa cái sông này có một cái cồn nha nè, giữa màn hình các bạn thấy có cái cồn này ha, có cái cồn mà qua cái cầu Nhịp, cái cầu Nối giữa nè, ở đây có cái cầu Nối giữa nè, nó giữa này có cái cồn nè, nó qua đây nè, cái cồn qua tuốt bên đây nè, thấy không? Đó, cái đó là cồn Phụng á, cồn Phụng các bạn sạch, cồn Phụng các bạn thấy á, là bên cồn Phụng là có bên kia nè, bên này nè, đây ở đây nè, mình chạy xe cũng được nữa. Đó là cồn Phụng quá bạn, cồn Phụng quá. Thì á, mình có thể có hai cái đường đi. Thứ nhất là mình đi hết cái cầu này luôn, qua cầu này luôn là mình xuống dốc cầu là mình sẽ tới được mấy chỗ đó, là có chạy thuyền, có thuyền chở ra bên cồn Phụng là vé như mình nhớ đi là 20.000 à, rẻ lắm. Giữa xe bên đây 5.000 hay gì nữa à. Hoặc là các bạn có thể tới cái giữa cầu Nhịp, cái Nhịp mình nãy mình quay á, là cái giữa cầu này nè, là có cái đường xuống cho xe máy xuống được, là bạn chạy vòng xuống đó, là chạy dọc qua bên mé bên kia, qua mé bên kia luôn, qua mé bên kia cồn Phụng luôn, thì vô được cồn Phụng. Vô đó đi vòng vòng chơi thôi, cũng không có cái gì nhiều đâu, cũng có mấy chỗ câu cá sấu rồi cũng vui, nhưng mà có một hai chỗ coi thú này kia thôi, cũng không có gì nhiều. Nhưng mà vô cho biết vậy đó, cái thằng này không biết nó chụp nó bóp kèn làm gì không biết nữa, trong khi cầu kẹt. Ở bên này thì sông, đây là sông gì, Hầm Luông hả, sông gì đó, Hầm Luông đúng không, nhánh này nhánh nhắm Hầm Luông. Cầu này cầu Rạch Miễu, ngày xưa đi qua cầu này rất là cực, đợi xe kẹt xe có khi đợi 4-5 tiếng luôn á. Các bạn thấy xe này nó nhiều vậy đó, ngày xưa mà chưa có cầu là phải đi bằng phà đó, phà là những cái chiếc ghe chạy trên sông để đưa khách các bạn đi qua bên nhà bè quận 7 mà đi qua giờ, hay là đi phà Cát Lái, các bạn biết cái phà, nó biết cái phà đó là sao. Đó, cái tàu, cái xuồng, cái này cái ghe đi sông mát lắm. Ngày bữa nay mình thấy là nguyên cái sông hầu như là đỏ rực một màu luôn đó nè. Đó là Phù Sa đó, Phù Sa đưa về đó, trận lục của Lào nó về đây rồi nè. Nó thấy với lại mưa mấy hôm nay nữa cho nên thấy nó đục.
chứ bình thường này nó cũng không có đục gì lắm đâu. Mấy tháng trước mình đi về là thấy nó trong, nước nó trong, nó không có đục gì. Nó là phù sa. Rồi, video cũng dài rồi ha. Cảm ơn các bạn đã coi. Thì bây giờ mình xin kết thúc video ở đây ha. Bây giờ mình nãy giờ mình nghỉ mệt rồi, mình nói chuyện nãy giờ cũng khá lâu rồi, giờ mình sẽ đi tiếp đi về. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.